nguyên nhân đáng, đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hằng tiếc này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá là con trai út chàng được cưng chiều vạn bội bác sĩ trương rất tuấn tú khôi ngô là một nam nhân lanh lẹ có chuyên làm rung động rất nhiều trái tim cô gái Còn được nhung gấm trải dài ở phía trước nhìn chàng thân thuộc bằng hũ đều ước ao được số đỏ giống như vậy cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trường phu hùng dũng oai vệ của trương vĩ lục bỗng dưng đổi thay và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái lại công tác kề cận toàn với nữ y tá vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh lấn ác hẳn khùng tính của nam trong hồ sơ bác sĩ ngô uy xương người chủ trị cho chàng còn ghi bệnh nhân trương vĩ lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng thậm chí còn bị hoạn tính vô năng có nghĩa là biến giới bất lực tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi qua điều tra thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tùy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dãy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng, toàn là mỹ nhân. Thế mà, chàng vẫn giữ thân như ngọc quả là hiếm có khó được thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ trương vĩ lục là người miền nam thái lan từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng u tại bangkok suốt sáu năm học đại học y chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường hàng ngày khi điểm tâm chàng thích dùng cà phê nước ép trái cây Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm là món ăn nhanh vừa tiện ghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà. Và chàng ăn rồng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đã phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng nhiều đến như thế tất cả đều do ăn thịt gà thiến heo thiến mà được trương vĩ lục rất ưa ăn cánh gà đầu gà song những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hóc môn nam chính thuốc hoạn này đã liên tục ngắm vào cơ thể trương vĩ lục ròng rã suốt sáu năm những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy, thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy nhưng căn cứ theo bối cảnh trương gia ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người té ra ông nội trương vĩ lục cả đời làm nghề hoạn heo hoạn gà đây là việc tại quê nhà phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt hai ba năm sau đó do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ trương cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin, đây là nhân quả báo ứng chứ? Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha!